Xin chào mọi người đã trở lại với tạp chí Weibo, nơi tổng hợp mọi tin tức, câu chuyện nổi bật liên quan tới anime trong tuần vừa qua. Bật mí một chút là tuần này có rất nhiều anime thú vị được thông báo thời gian ra mắt đó. Thôi, không dài dòng nữa, hãy cùng tới luôn nội dung chính của ngày hôm nay nào. Vẫn như mọi khi, hãy bắt đầu chương trình hôm nay với phần lướt tin nhé. 1. FTT tổ chức lễ hội cosplay kèm theo nhiều drama thường thấy. 2. Uraha Russia áp đảo trong một cuộc khảo sát VTuber được yêu thích nhất, mặc dù đã bị sa thải. Cổng thông tin Saijo Woman tại Nhật Bản mới đây đã tạo một cuộc khảo sát từ ngày 8 tháng 6 đến 19 tháng 6 với tiêu đề: bạn nghĩ VTuber nào nổi tiếng nhất và sẽ phát triển vượt bậc trong tương lai? Rất bất ngờ và thú vị khi cựu VTuber Hololive Russia dẫn đầu và thậm chí số vote cô nhận được gấp 4 lần tổng tất cả phần còn lại của top 10. Tổng cộng có hơn 128.000 vote đã được bầu. 3. Phần 2 của manga Chainsaw Man chính thức lên kệ vào ngày 13 tháng 7 trên tạp chí Shonen Jump. 4. Tokyo Revengers sẽ có spin-off dành riêng cho hai nhân vật Baji và Chifuyu. 5. Thương hiệu nổi tiếng Tuck of Destiny sẽ có chuyển thể manga và đăng trên tạp chí Monthly Comic Alive. 6. Dr. Stone sẽ ra mắt thêm một chap mới kể về thế giới hậu truyện ngày 4 tháng 7 trên Weekly Shonen Jump. Tác phẩm nổi tiếng đã kết thúc của cặp đôi tác giả Riichiro Inagaki và Boichi. Dr. Stone sẽ ra mắt thêm một chap kể về hậu truyện. Đây có phải là sự set up cho phần mới của manga Dr. Stone chưa anh? Chính tác giả đã úp mở về việc Dr. Stone chưa kết thúc. 7. Dead Alive 4. Mặc dù chưa kết thúc nhưng phần 5 đã đang trong quá trình sản xuất. 8. Anime Classroom of the Elite Season 2 sẽ có 13 tập và Light Novel sẽ có tập 0 kể về quá khứ của nhân vật chính Ayanokoji Kiyotaka. 9. Kaguya-sama Love is War chắc chắn sẽ có dự án anime mới. Có 3 khả năng là Season 4, OVA hay Movie. Một hình rất sáng xuất hiện khi nhìn kỹ đôi mắt của kẻ si tình Kaguya trong đoạn cuối cùng thì chúng ta có thể thấy được số 4 rất to là to. Được rồi, bây giờ các bạn đã nóng người lên chưa nào? Nếu câu trả lời là có thì hãy bước vào bản tin chính ngày hôm nay của chúng ta nhé. 1. Tin đồn 99,99% đúng. Anime Komi Can't Communicate chắc chắn sẽ có season 3. Từ chính Twitter của tác giả bộ manga gốc Komi-san wa Komyu Shodesu sẽ có thông báo mới sau khi kết thúc tập cuối cùng của mùa 2. Tin đồn này đã bắt nguồn từ các pháp sư Trung Hoa kể từ đầu năm nay về việc season 3 của Komi sẽ ấn định ngay trong năm. Chưa kể, một đạo diễn trong dàn sản xuất Komi cũng úp mở về việc sẽ chuyển thể toàn bộ manga sang anime thì điều này có lẽ chắc chắn 99,99% rồi. Giờ chỉ cần ngồi đợi cuối tuần thông báo mà thôi. Nhưng với việc animation như cuối phần 2 thế này thì fan cũng không yên tâm với tốc độ ra phần mới. Như vậy, khả năng cao 3 mùa anime liên tiếp sẽ đều xuất hiện Chanano và đồng bọn. Quả nhiên là hiếm có trong lịch sử anime. 2. Tác giả Kaguya-sama Love is War trải lòng chuyện bị bắt nạt trên mạng. Gần đây, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một dự luật sẽ tăng cường các hành động trừng phạt chống lại hành vi quấy rối trên mạng xã hội. Một dự án có thể ra đời kể từ khi võ sĩ Hana Kimura tự sát vào tháng 5 năm 2020 sau khi bị một loạt các cuộc tấn công trên mạng xã hội. Dường như tác giả Kaguya Love is War, Akasaka Aka, cũng đã hưởng ứng xu hướng này khi chia sẻ về câu chuyện của mình. Ngày trước, khi tôi đang đứng trước bờ vực bị kiện vì tội vu khống và quấy rối, tôi đã muốn rời bỏ ngành công nghiệp manga vì cảm thấy tồi tệ đến mức chết dần chết mòn. Tôi đã nghĩ, nếu cảm thấy như thế này, tôi chắc chắn sẽ thay đổi công việc. Bây giờ thì tôi quen rồi và tôi sẽ còn tiếp tục trong ít nhất 10 năm nữa với rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng họ vẫn tiếp tục quấy rối tôi bằng những lời chỉ trích thời điểm đó. Vì vậy, mọi người xin hãy cẩn thận với những gì mình nói ra, bất kể họ đang ở hoàn cảnh ra sao. 3. The God of High School chắc chắn sẽ không có season 2. The God of High School là một trong những dự án lớn nhất của studio MAPPA năm 2020 với đồ họa hoành tráng và thu về giải Best Opening Song 2020. Nó đã tạo ra một fandom khổng lồ, nhưng với việc hơn 100 chap chuyển thể gói trong 13 tập anime cũng đã khiến chất lượng giảm xuống rất nhiều. Nhà sản xuất cũng cho biết rằng
Season thứ nhất chỉ mang tính chất quảng cáo cho phiên bản manga và trong tương lai gần chắc chắn sẽ không có chuyển thể mới. 4. Cựu VTuber Uruha Russia lần đầu tiên lên tiếng công khai về bê bối bị sa thải khỏi HoloLive. Mới đây, cá nhân trên Twitter của Mineneko đã có một lời tuyên bố dài về việc cô bị sa thải khỏi HoloLive với vai trò là Uruha Russia. Trong tuyên bố của cô bao gồm lời giải thích cụ thể cho những hiểu lầm và tranh cãi từ trước đến nay chưa được giải đáp và lời nói của công ty đã thực sự cường điệu sự nghiêm trọng của sự việc như thế nào. Cụ thể, gửi đến tất cả những người mà tôi đã gây ra rắc rối cho họ và tất cả những người đã ủng hộ tôi. Tôi rất xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để đưa ra tuyên bố này. Trong suốt thời gian qua, tôi đã thảo luận với công ty mà tôi đã liên kết trước đây về các chi tiết của tuyên bố này và cách nó sẽ được công bố. Sự im lặng của tôi cho đến nay đã làm nảy sinh nhiều đồn đoán, từ đó dẫn đến nhiều lời vu khống. Có một điều mà tôi muốn đính chính suốt thời gian qua rằng, câu nói mà tôi đã tuyên bố, tôi muốn hủy hoại tất cả các người, ám chỉ đến các VTuber đồng nghiệp cũ. Trước hết, hãy để tôi làm rõ rằng, tôi đã gửi tin nhắn này vào ngày 14 tháng 11 năm 2021, chứ không phải ngày 11 tháng 2 năm 2022. Thời gian và cách thức mà tin nhắn này bị rò rỉ khiến có vẻ như tôi đã gửi nó sau sự cố. Nhưng đó hoàn toàn là sai lầm. Trước hết, tất cả trong câu này hoàn toàn không đề cập đến các thành viên. Việc không thể sửa chữa điều này quá lâu đã để nặng lên tôi và cũng đã làm tổn thương rất nhiều người. Ngay cả cho đến bây giờ, tôi thực sự đánh giá rất cao các đồng nghiệp cũ của mình. Tất nhiên, tôi vẫn xem livestream của họ và tôi cũng không đánh mất mối quan hệ của mình với Gen 3. Nhưng, những người mà tôi vẫn rất yêu quý, thậm chí tôi vẫn còn cảm giác như ngày hôm qua ở cùng với họ ở đây. Tôi không có ác cảm với họ, cũng không có chút thù hận nào. Tất cả những gì tôi cảm thấy là hối hận vì tất cả những rắc rối mà tôi đã gây ra cho họ. Tất cả những tuyên bố rằng tôi có ác cảm với các đồng nghiệp và tôi muốn trả thù đều là sai sự thật 100%. Tôi không biết liệu mình có được phép nói điều này sau tất cả những rắc rối mà mình đã gây ra hay không, nhưng tôi coi mỗi người trong số họ như những người bạn thân thiết. Tôi đã muốn sửa lỗi này trong một thời gian dài. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã bị tổn hại, dù chẳng làm gì sai. Tôi rất xin lỗi. Nhờ những cải thiện trong các cuộc thảo luận của tôi với công ty trước đây nên cuối cùng tôi có thể đưa ra tuyên bố này. Nhưng có một lỗi rõ ràng trong tuyên bố chính thức do công ty phát hành và tôi đã yêu cầu họ đăng một bản sửa lỗi chính thức. Cụ thể, họ tuyên bố rằng tôi đã tuyên bố sai sự thật với một số bên liên quan. Tôi đã gửi một cuộc trao đổi giữa tôi và người quản lý của tôi trên LINE cho một người nào đó bên ngoài công ty. Đây là sự thật. Tôi nghĩ rằng tôi nên làm điều đó để chấm dứt một số cuộc trò chuyện đang diễn ra vào thời điểm đó. Tuy nhiên, tôi không rò rỉ bất kỳ thông tin nào khác, cũng như không đưa ra bất kỳ tuyên bố sai lệch nào. Nội dung những gì tôi đã gửi không bao gồm bất kỳ chi tiết bí mật nào của công ty, cho dù liên quan đến hoạt động, sale hoặc thông tin với các thành viên khác. Vì vậy, tôi đã yêu cầu công ty đăng tải một bản cải chính chính thức. Cuối cùng, họ đi đến kết luận rằng họ sẽ không làm điều đó, nhưng họ vẫn rất nghiêm túc trong suốt cuộc thảo luận. Tôi đánh giá cao điều này. Tôi đã hy vọng rằng tôi và công ty có thể đưa ra một tuyên bố chung, nhưng vì họ không thể hợp tác ở mức độ đó, nên tôi hiện đang đưa ra tuyên bố này một mình. Tôi tiếp tục tranh cãi với công ty và mối quan hệ của chúng tôi không hề xấu đi. Chúng tôi vẫn đang thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng còn lại. Từ trước đến nay, tôi là đối tượng bị nhiều người vu khống, vu cáo. Tôi hiểu rằng điều này một phần là do hành động bốc đồng của bản thân. Tôi không thể nói rằng tôi không đáng trách. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói rằng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn trong một thế giới đầy rẫy những lời gièm pha. Tôi được biết, ngoài mình ra, còn có rất nhiều người cũng bị vu khống. Tôi nghĩ một thế giới mà chúng ta nhìn về tương lai và giúp đỡ những người vấp ngã sẽ tuyệt vời hơn nhiều so với một thế giới chúng ta chỉ ra những sai lầm và thất bại trong quá khứ của ai đó. Bản thân tôi sẽ bước tiếp vì tôi vô cùng trân trọng vị pháp sư tóc xanh mà tôi sẽ luôn yêu thương sâu sắc. Tôi hứa sẽ nỗ lực không ngừng để đền đáp lại tất cả người hâm mộ của mình. Những người đã giúp đỡ tôi ở hậu trường và những người đã phiền lòng vì tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc một lời tuyên bố dài như vậy. 5. Nhảy từ đâu ra anime Kaguya-sama Love is War Season 3 chính thức trở thành anime có rate cao nhất mọi thời đại. Theo thống kê mới nhất từ trang thống kê dữ liệu về anime manga nổi tiếng My Anime List, phần thứ 3 anime Kaguya-sama Love is War với 9.16 điểm đã vượt qua ngôi sao mới nổi Spy Family 8.97 điểm và ông già kỳ cự Fullmetal Alchemist Brotherhood 9.14 điểm để trở thành anime có rate cao nhất mọi thời đại. Đây cũng là lần đầu tiên một đại diện từ romcom đứng đầu bảng xếp hạng này trong suốt 16 năm lịch sử. Đây là một thành tích khá bất ngờ của Kaguya và đồng bọn
Vì thể loại rom-com thuần chưa bao giờ được đánh giá cao về tính phổ biến, nhất là khi độ bão hòa của thể loại này trong thị trường anime ngày một lớn. Nhưng nếu chỉ ra một cái tên rom-com có thể đạt được thành tích này thì chỉ có thể là Kaguya-sama Love is War mà thôi. Một lần nữa xin chúc mừng vị vua rom-com. 6. Anya Forger trong Spy Family trở thành nhân vật anime đầu tiên trong lịch sử nhận được icon chính thức của Twitter. Anime mùa xuân 2022 đã kết thúc và dư chấn sau đó tạo ra vô cùng đáng kể. Mỗi anime đều đạt được những thành tựu ấn tượng. Kaguya-sama, đại diện rom-com thẳng tiến top 1 rate lịch sử. Komi-san có thể sẽ nhận được season thứ 3 liên tiếp trong 3 mùa. Dead Alive phần 4 chốt phần 5, ngay khi phần thứ 4 còn chưa kết thúc. Khổng Minh thành công vượt trội bất ngờ, khả năng sẽ có phần 2 và Spy Family thành công rực rỡ trên mọi phương diện, nhất là ở mặt trận truyền thông, đi cùng với một chiếc hash cute hạt me của Anya. Điều đáng nói ở đây, số ít 3 thành tích được liệt kê ở trên đều lần đầu xuất hiện trong lịch sử anime. Ngay sau khi phần 1 Spy Family kết thúc, hashtag Spy Family đặt đỉnh với hơn 234.000 lượt retweet trên Twitter. Đặc biệt hơn cả, giờ đây người dùng có thể sử dụng hashtag Anya biến cô bé tinh nghịch này trở thành nhân vật anime đầu tiên trong lịch sử sở hữu cho riêng mình một chiếc icon chính thức từ Twitter. Gia đình Anya sẽ trở lại vào tháng 10 năm 2022. Bạn phải thử nếu là weebu. Vậy là chúng ta đã điểm qua những thông tin thú vị về anime, manga trong tuần vừa qua rồi. Và đến hẹn lại lên sau đây sẽ chính là chuyên mục bạn phải thử nếu là weebu. Tuần này, tiêu điểm của chúng ta là light novel đặc sắc, công việc của Long Vương, Ryo no Oshigoto. Bạn là một người mê xem đánh cờ, bạn là một người mê các bé loli. Thế thì công việc của Long Vương chính là bộ light novel bạn phải đọc ngay và luôn, không thể chậm trễ. Được sáng tác bởi tác giả Shiratori Shiro, bộ truyện xoay quanh một cao thủ đánh cờ shogi đỉnh cao khi còn rất trẻ, đã đạt được danh hiệu Long Vương khi mới 16 tuổi. Nhưng anh đã mất đi động lực, mất đi ý chí chiến đấu cho đến khi gặp một bé loli cực kỳ đáng yêu đến đòi anh làm sư phụ. Từ đó, hành trình săn loli của anh bắt đầu. Với dàn nhân vật toàn loli, thiết kế sách nhỏ gọn, giấy tốt, tranh đẹp, lời văn y như truyện sách. Dù nó tả về việc đánh cờ đã khiến cho công việc của Long Vương là một bộ light novel bạn không thể nào bỏ qua. Hãy thử ngay nhé! Vậy là chương trình tạp chí Weebu của chúng ta tới đây là tạm khép lại. Nếu thấy hay và thú vị, hãy ủng hộ chúng mình bằng cách like và nhấn nút đăng ký và bật nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí Weebu lần sau. Bye bye! Madayuka, ningen no sashizu wa ukenu! Sonata wa utsukushii.